SR4718X đẹp cực kỳ luôn. Combo của 4726X này Khang Minh sẽ khui và giới thiệu đến các bác quý anh em sau nhé. Rồi đây, chúng ta cùng xem nhanh trong cái video ngắn này, Khang Minh tranh thủ giới thiệu hàng về. Và đây là cặp súp đơn 5 tấc của cái CJ 4 số Mỹ Lòi SR4718X, đẹp kinh khủng luôn. Cặp loa này Khang Minh tiếp tục có hàng. Và đầu tiên chúng ta xem hai cái bát loa này. Đấy, bát 5 tấc từ thường từ 22100 2241 GBL 4 ohm. Và cái chất lượng tiếng súp của cái model này thì nó thuộc dạng là có số của JB rồi. 4719X súp kép và 4718X súp đơn, tiếng súp cực kỳ hay. Và chúng ta xem từng cái chi tiết. Mặc dù buổi tối thôi nhưng mà Khang Minh sẽ quay gần, quay chi tiết góc cạnh để các bác quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng cái cặp này. Tiếp tục Khang Minh có hàng. Và cũng rất là lâu rồi, ngày hôm nay Khang Minh mới lại cập bến được cặp loa này về, của cái model này. Rất đẹp luôn. Có thể nói là cái loa Khang Minh khui ra thôi thơm phức. Đấy, bát này, tiến gần này, mọi người cùng xem. Mặc dù là buổi tối Khang Minh sẽ quay và dừng lại các góc cạnh, chỉ có một chút bụi bặm thôi. Đấy, mọi người thấy không? Gần như là không tì vết. Con tem này, cái rốn này, tím đen luôn. Wow. Rồi, tiếp tục sang bên tay sách chẳng hạn. Tay sách này, rồi thì phía sau này, chiếc loa đầu tiên. Đấy, mọi người thấy không? Từng cái lớp tuyết, lớp sơn dần cát nó còn bóng bẩy, nhóng nhánh luôn. SR4718X CJ này, 01529. Đó, Made in USA. Và wow, chiếc này, cặp này CJ liền kề 01530. Mọi người thấy không? Thực sự là tuyệt vời. Cái lớp tuyết này, cái lớp sơn dần cát nhóng nhánh luôn. Bao quát này. Đấy, sang xem thêm cái bên này, tay sách này, SRX CJ, từng con ốc này. Mặc dù là buổi tối thôi nhưng mà Khang Minh quay thì Khang Minh dừng lại các góc cạnh. Đấy, các bác quý anh em xem vẫn rõ nét bình thường. Lỗ cắm cọc loa này nó rất là to. Và các bác quý anh em nào quan tâm đến cái model này, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Đẹp mà gần như là không có điểm chê rồi. Hai lỗ thông hơi này, thơm lừng luôn. Số điện thoại Khang Minh bên góc trái màn hình và Zalo. Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau.